đây làm sao đây nhỉ? Đây xe này. Sao đây sếp? Bị sao đây? À em đây, em dẹp cái bộ này ở nhà, không cho bộ nó đi nữa. Nhưng bị tai nạn á? Bốn con đâm vào nhau. Kinh nhờ. Một con giống bực, còn con đầu kéo nó ngang rồi. Đường rồi. Có mỗi xe máy đi được thôi. Tại sao yêu đến thế? Đây là cái đường dây ở trên này anh em này, không biết nó bị đứt ở đâu nữa rồi. Cái thuê bao này rất hay bị đứt dây này. Nối rất nhiều điểm rồi. Lên để cùng đo xem nó bị ở khu đoạn nào. Thuê bao này, thuê bao gần 700m anh em ạ. Đường ra đâu. Không biết ông đi đâu rồi nhỏ. Ông nuôi gà. Cái thuê bao này thường xuyên nó bị mất. Thường xuyên nó bị hỏng. À, không thấy có điện này. Hay cháy rồi nhỉ? Hay là ông không cắm này? Nhưng mà cái cục này như hỏng rồi. Toang rồi.
ông không cắm hay sao? Ở đây là ông chắc bấm nhầm vào cái phím này này, cho nên là mất này. Còn đây là nó vẫn có này. Ôi giời, mày thế nhỉ. Mình sẽ đi xuống dưới nhà bà xem. Đây là ông không, ông chắc là ông cắm vào đây nhưng mà bị bấm phím này. Đây là phím công tắc để mình tắt bật wifi nhá. Đi xuống em. Tưởng chừng như hạnh phúc đến muôn đời. Ở đây có cái vụ tai nạn. 4 con xe đâm liên tục vào nhau. Mẹ tôn nó cứa nhau. Ui giời, quá. Tôn nó cứa chảy máu tay này. Không quen mỡ. Ất lên ông sát rồi. Ông đi nơi. Ừ, chị tay nạn thì cái này cơ mà. Thế à? Ừ. Ông sát cái wifi Ất lên nhỉ? Thế con mà có thắt có thổi chi còn một cái con. Thế con mà có thắt có thổi chi còn một cái con. Thế con mà có thắt có thổi chi còn một cái con. Thế con mà có thắt có thổi chi còn một cái con. Thế con mà có thắt có thổi chi. Vâng. Bạn, cái điện lên đi nữa, có điện rồi chưa? Hả? Ấy, chứ không có điện chứ bỏ có. 57. Có điện nên á, lên em phải có thể nhắc nhảy nào nè. Có, đang bị hóng. Nhà điện nó đang bị hóng. Điện đi hóng lô chưa? Hả? Điện đi hóng lô chưa? Hôm trước ở đây là 200 m. Kéo lên. Một trăm sáu mươi tám. 200 m. Chắc bị ở trên nhà đây. 168. Sát đi mày. Ồ, cái tốn điện. Ồ, cái tốn điện. Cái này tốn điện nó cứ một hàng mấy thằng ra nguyên cái điện đó. Lấy chị.
Ây, cho chúng mà quay vật tiếp chú đến điện mà họ nhảm với cái này khả cái iPad đi ra. Hết sắt đi mày. Thế cả đi chúa cháu có dùng nữa đó. Quét lô hay. Tỉ nhá. Ừ, quét tính học kháng này nhây. Quét ngay chúa chỉ nhiều mà đổ ra. Giờ lên dây chiến cái cốt iPad lên với lý đi cho có lòng là. Chị... À, đưa xuống lấy chung. Hay ớt lấy áo ớt nào. Thế bó, ông bố nữa là play cam hết chuyện. Còn TV có chị mới là hảo chi. Ngọt TV, ngọt điện thoại này. À, còn ngọt. Đấy à. Mấy là về đến trên nhà này rồi. Tốn cửa mà đau hết tay. Anh em này, tốn rất là sắc. Bà muốn chuyển cái này về nhưng mà cái này lại còn có nhà ông anh kia nữa. Ở đấy cắm lỏng. Ui giời. Cắm vỡ vận rồi. Ở đây thì cái này có ông anh kia nó đang dùng này. Lăn 4 này đang dùng này. Chắc không chuyển được rồi. Đợt trước đây là một cái công ty về nhựa nhưng mà hình như không được hoạt động hay sao. Ông bà ở đây, ông bà lại dùng để nuôi gà. Ông có cả cắm điện này. Ông có cả cắm điện này. Mấy chuyến đây con nhà bên này này. Con nhà anh tí này. Có là cái khâu kỳ. Bởi vì nhiều thiết điện lắm. Mấy đó nó ngó ấy. Nên nó hào nào. Nên nó có dùng chi nào mà. Chứ có bóng điện đây. Bóng điện đấy là tháp thôi. Là tháp thôi. Hãy. Chuyến không nha. Cái liên nó nổ thiết điện. Nhưng nó liên thì nó nhìn nó nhiều. Thế nên là củm ra hả? Ông mới lo ca nữa. Ông hảo tính lên nào. Chứ cái điện hấp có mấy ông mới lo. Ở đây thì lại nối cái FC này lại để chuyển xuống bên dưới. Hay mấy cái nhà anh thì lắp áo dung nữa nào đó. Ờ. Thế, thế ạ, cứ kháng hết cái nọ. Kháng gọi hết khẩu trong máy với cái nước máy bằng thẳng nó có dung gì mà chứ có bông trát. Cái cánh nhớ được à? À, phải nổ lại thế đi. Ờ, cái gì cứ nổ lại nhá hả?
Cái này chiên ở thùng nhá. Có, chiên xuống đây này. Nhiều giấy dựa lỏng lắng. Có cái chú báo ấy. Cầm mình đi. Đình tay nào không? Thôi thì nữa. Bài xe đông khả. Ở đây mình sẽ nối kiểu nối ngược lại. Nối ngược lại để có thể cái chung. Nhà họ cái đi đi lấy bài như là chứ là cái cam á. Ổn đấy, ở chung nào. Rất nhiều thiên, nguồn thiên nó là gì thả tình. Đấy là phụ bó nè. Ăn á. Tên ạ. Cái này như cái to mà cái này. Đợt trước mình lắp cho ông nhưng mà cũng chưa thanh toán tiền. Mình lấy lại vậy. Chỗ này mình sẽ thu lại.
chưa? Cái cam trĩ. Cái ớt lên phải có cái đâu? Hả? Ớt lên phải có hay xuân sắt cái bóng đi cho mày. Bị điểm đó. À, tình sốt sắt đi cho mày. Sắt ăn mà. Sắt kéo chi? Dỗ dỗ. Dỗ có dây trên nhà kia cái chứ. Kịch linh con càng tốn hơn. Kịch linh càng tốn hơn. Có ạ. Cái chuyến lại cái cù đấy. Đi đổ thêm biển cá cái thả đi. Mới nói thằng này bao mảnh á. Một thứ trên nó này, mảnh mốt. Ông ớt lên nó bu nó cả nó chọc trên nắng. Con luồng cá này mấy con cá mới ứ là bu mu đúc rồi đó. Nó còn à. Lấy cá cái gì đi hoa. Nó lấy hết à? Lấy cá TV. Cái điểm như cái lá. Đấy là tí. Ăn đi. À đâu ạ?